Cái hình thì nè. Đâu thì đưa ra cho xem ơi. Rồi. Phan Phan Nghĩ để sao kiếm. 14 tuổi rồi cái vợ thịt tỉnh luôn á. Con xóa hết được không? Có xóa Rồi, không? thủ tiêu Rồi. rồi. Chung thì ai cũng phải lấy vợ lấy chồng thôi. Nhưng mà nó phải đủ tuổi mới lấy được con nhá. Con 14 tuổi con lấy về sao xài. Con Nhỏ ơi. xíu. Con ơi. Con lấy gì nó dám làm không dám nhận. Không nó không lấy mẹ con nó oan đúng không? Hôm đó nó nói sao chị kể lại nghe coi, nó nói sao? Thì nó ngu mẹ ơi không không có cái này con mẹ nói thật cho mấy chú biết chứ con không có mắc cỡ Đúng cái rồi. này là nói cho tất cả cảm thành cảm thấy bây giờ con nói đây á là tới cô Sáu con bình bệnh biết luôn đó đang cho cô Sáu con chuẩn bị tiền lo cho con nha Bên là ở đâu? bên Mỹ Có cô bên Mỹ luôn. cho nên á là nó không có kêu thôi mẹ ơi con dắt bạn gái về nha cái em mới nói là con mới bên lớn con dắt bạn gái gì mẹ không có chấp nhận đâu về làm gì ăn trời giờ đây còn dành ăn nữa còn dắt dắt về rồi sao mà ăn tôi giờ đang đi làm công ty nữa tiền đâu ra cưới vợ cái nó mới nói vì con dắt về thôi mẹ khỏi cưới tôi nên làm gì kỳ trời mới 14 tuổi dắt về lỡ như bên kia người ta thương mình sao Ở không miễn đó, phí đi không ạ. được nó nói vậy á thì nó mới nói là Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Trong những tập trước thì anh em mình có chia sẻ đến quý vị các bạn câu chuyện một người mẹ rất là trẻ lên đây cầu cứu và có chia sẻ rằng một người con trai 14 tuổi của mình đã bỏ đi, mất tích và không biết ở đâu hết. Thì ngày hôm nay là một cái tin rất là vui. Thì sau khi chia sẻ video này lên thì anh em đội đã tìm được con trai cho chị rồi. Thì hôm nay bé đang ngồi trước mặt đây là con trai của chị và anh em đội đã tìm thành công. Thì cái quá trình tìm như thế nào và cái sự thật ra sao thì trước đây cậu bé này cũng có chia sẻ là cũng muốn cưới vợ và đã bỏ đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết tại sao mà cậu bé 14 tuổi lại đòi cưới vợ. Thì trước khi vào câu chuyện xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em xin chào hai mẹ con nhé. Dạ em xin chào mấy anh trên đội. Rồi em chào chị. Em tên Tiền. Thì nói chung là hôm trước em xin chào tất cả cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng YouTube là cách đây khoảng hơn 5 tháng 5 tháng trước đó, năm tháng trước. là ngày 8 tháng 5 con em nó bỏ đi thì trong thời gian đó là khoảng 4 tháng thì em mới nhờ bên đội Đồng Nai để tìm giúp em thằng con nó mất tích là con em đây thì sau một thời gian khoảng 1 tháng mấy 2 tháng thì bên đội có giúp gia đã đình tìm em được tìm lại được đứa con rồi. Là tên Đạt thì nó có bỏ nhà đi tìm được ngày 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 7 tháng 9 thì nó mới về đây cũng khoảng mười mấy ngày mười mấy ngày mười mấy thế thì ngày khi mà chị lên đây chị tìm kiếm thì thật sự rất là đau khổ đúng không, đúng rồi. Gọi là mất hết, gọi là suy sụp tinh thần luôn. Thì hôm nay anh em đội đã giúp chị tìm được người con của chị về đây rồi, thì bây giờ chị cảm thấy giác như thế nào? Nói chung là rất là vui, rất là mừng. Chứ cái lúc mà nó đi rồi là mình không có đang làm công ty mà bỏ luôn, không làm gì được hết luôn. Thì nói chung ra là chỉ có khóc và khóc thôi, chứ cũng không có làm được bỏ hết công việc. Rồi. Rồi đi tìm con sau thời gian thì mấy anh bên đội tìm được con thì nói chung ra hôm nay em có lên đây trình báo chở cháu lên đây như vậy để cảm ơn mấy anh bên đội rất là nhiều để nhiệt tình tìm kiếm con em trong suốt thời gian qua, em cũng chân thành rất là cảm ơn. Rồi thế thì bây giờ qua chị đưa mic ra cho cháu rồi. Thế bây giờ bữa giờ là con hôm đó con bỏ đi á là tính tới hôm nay là bao nhiêu ngày rồi, con tên là gì? Dạ, con tên Đỗ Tấn Đề. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 14 tuổi. Là tính ra là con bỏ đi bao lâu rồi? Cũng được 4 tháng mấy. Lúc đó là con bỏ đi đâu và con làm gì? Bỏ đi bụi đi xiết lửa. Đi làm múa xiết lửa hả? Dạ. Yeah. Là đi vòng vòng ngoài đường hả? Dạ. Yeah. Lúc đó con nghĩ sao mà con bỏ đi? Dạ, con chán nhà đi. Nhưng mà sao chán? Ba mẹ mẹ thấy thương con quá trời này sao chán? Hả? Con đi mua xích lửa là nó lớn lên. Con mua xích lửa là con mua rồi sao? Con kể mà chú nó nghe lớn coi. Lên. Dạ đi mua xích lửa mua xong xin tiền người ta.
là giống như là lửa nó phun phun ra đó hả? Dạ. Con học ai mà con biết cái nghề đó? Dạ. Học từng vậy. Học từ bạn hả? Thế hôm trước mẹ con nói là con 14 tuổi và con quen một cái bà nào đó hơi bị già mà con muốn cưới vợ là sao? Có không? Hả? Không có. Thế bây giờ con muốn lấy vợ không? Dạ không. Sao hôm trước mẹ nói? Cô bạn biết trên giờ đâu mà, đúng không? Con có quen biết đúng không? Con có cái hình có cái hình mà mẹ đưa cho mấy chú á, là con nói chuyện với bạn gái đó, cái hình đó đó, chứ mẹ không có nói là già hay gì chứ. Thì mẹ đưa nhưng cái mà hình có phải là nó nói là nó muốn lấy vợ không? Có thì nhận đi, nhận đi. Đàn ông dám làm dám chịu. Bây giờ mà con muốn cưới vợ thì đủ 18 tuổi rồi các chú cưới cho, có gì đâu mà ngại, đủ 20 tuổi chứ, 20 tuổi mới cưới được. Bây giờ có quen ai không? Được không? Thế cái hình bạn gái đó là ai? Con không biết chứ. Thế cái lần đó con bỏ đi là con tự con bỏ đi hay là ai dụ dỗ con? Dạ con tự bỏ đi. Ừ. Thế con có biết là ra ngoài nói xem? Nói vậy chắc quên cái hình này. Đúng rồi, nó đưa hình ra cho nó xem. 14 tuổi rồi cái vợ, thua luôn. Con quên. Đó. Đây nè, nói rõ rõ ràng. Đó cười, đó, đó, đó mày. Đòi cưới ai, cưới ai, bà già nữa. Cái hình này nè. Đâu thì đưa lên cho xem ơi. À. Ừ. Vì sao 14 tuổi rồi cái vợ thì tỉnh luôn á. Con xóa hết được không? Có xóa không? Thủ tiêu rồi. Rồi. Rồi xong rồi. Ủa? À không phải đâu. Tại vì cái máy của khác. Em mới mới mua. Cho nên là cái gì? Zalo. Zalo mới tạo ra cho nên mất tiêu. À. Thì thôi thì nói chung thì ai cũng phải lấy vợ lấy chồng thôi. Nhưng mà nó phải đủ tuổi mới lấy được con nhá. Con 14 tuổi con lấy về sao học xài. Con nhỏ xíu. Con lấy gì nó dám làm không dám nhận. Không nói không lấy mẹ con nó oan đúng không? Hôm đó nó nói sao chị kể lại nghe coi. Nó nói sao? Thì nó không mẹ ơi. À, không có cái này con mẹ nói thật cho mấy chú biết chứ con không có mất cỡ. Đúng rồi. Cái này là nói cho tất cả cảm thấy bây giờ con nói đây á là tới cô Sáu con bình bệnh biết luôn. Ừ. Đó, làm cho cô Sáu con chuẩn bị tiền lo cho con nha. Bên là ở đâu? Bên Mỹ. Ồ, cô bên Mỹ luôn. Cho nên á, là nó có kêu thôi mẹ ơi con dắt bạn gái về nha. Cái em mới nói là con mới bên lớn con dắt bạn gái gì mẹ không có chấp nhận đâu. Về làm gì ăn trời giờ đây còn dành ăn nữa. Còn dắt về rồi sao mà ăn. Tôi giờ đang làm công ty nữa. Tiền đâu ra cưới vợ. Ừ. Cái nó mới nói vì con dắt về thôi mẹ khỏi cưới. Tôi nên làm gì kỳ trời mới 14 tuổi dắt về lỡ như bên kia người ta thương mình sao? Bây giờ không miễn phí. Không à? Được. Nó nói vậy á. Thì nó mới nói là thôi vậy con đi chơi. Thì mình nghĩ là nó đi chơi rồi nó đi. Rồi nó đi chơi dẫn cho con đi chứ không có lẽ là mình bắt buộc nó trong nhà hay là với mình hoài. Dẫn cho nó đi nhưng mà đâu có nghĩ là nó bỏ nhà đi luôn. Đó. Thì sau nó đi được lần đầu tiên nó đi á. Thì nó có gọi điện thoại về nó nói hỏi con đang ở đâu. Thì nó cũng có nói là con đang ở nhà bồ. Thì mình nghĩ thì đó. Thì nó cũng có nói câu nói đó. Mày cái đó. Sao hả mày? Ừ. Mày? Con đang ở nhà bồ con. Ở nhà con bồ con ở đâu? Ở trang bàn. Thì mình cứ nghe như vậy thôi. Đó. Đó thì nói vậy á. Thì mình cũng nghĩ là ở trang bàn. Thì rồi thôi con ơi. Thì lỡ như nói chung em cũng sợ. Là sợ chỗ là biết đâu bên gái người ta ưng á thì không sao không còn người ta không ưng ta tốn ngược lại mình thì con mình chết còn mình đang khổ nghèo không có tiền nữa biết làm sao đó lấy kia đưa mẹ đây đó rồi sao nữa cầm đi khỏi cái đeo cầm rồi này thì em mới nói là em cũng không biết làm sao thì em cứ nói con vậy đó thì nó tắt máy thì từ đó tới sau thì nói chung em cũng không có liên lạc là từ đó là nó bỏ đi lấy vợ luôn là đi mất tích từ đó luôn mất tích từ đó luôn trời đất ơi. Nếu vậy là lúc đó là con đi qua nhà bạn gái không? Dạ không. Lúc đó con có hẹn bạn gái đi đâu không? Dạ không. Người đó bao nhiêu tuổi con? Ba chục chưa? Người đó bao nhiêu? Con không biết. Thì có thì cứ nói đi, có gì đâu mà ngại. Con không nhớ nữa. Thanh niên mà mình không có sợ con nhá. Thanh niên là mình bản lĩnh, không có sợ. Thế là bạn gái con đó. Nhớ cái hình Zalo mà mẹ đưa cho con nói là cái hình đó là bạn con học ở trong cấp 2. Trường học cấp 2. Đúng à, là nhỏ đó, là nhỏ nào? Nói là mấy chú nói là mấy chú coi cái hình đó, tại cái hình đó là đứng tuổi hơn con nhiều cho nên mấy chú nói vậy. Đúng rồi, là người đó khoảng 20 tuổi chưa? Chưa, con đi học. 18 không? Con đi học. Con đi học là tầm 15, 16 hả? Ừ.
đó thì giờ thế mà hôm nay nó không có mày thì nó dài dài mày hả chú khui cái là ra hết cái này nhìn mặt nó hơi dài dài đúng không nhưng mà nó đứng tuổi hơn con mà nó nhìn nó hơi đứng tuổi nhưng mà con bây giờ còn quen không nhưng mà lúc đó mà nó đang đi học mà là sao mà con cưới được bạn nó đang đi học mà không có đòi cưới không đòi cưới mà không sao con quen sao quen trong trường hợp nào nè kể chú nghe coi quen trên Zalo hay là quen bài ở ngoài đời mà cái người đó có yêu con không bạn gái đó yêu con không có yêu luôn con có yêu bạn đó không có luôn trời đất ơi bây giờ hai đứa có làm ăn gì chưa 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 có nắm tay chưa nắm tay không có hôn chưa chưa xạo nè chưa xạo nè thôi nói chung là thôi cái tình yêu cái cảm xúc của những cái tuổi học trò thì ai cũng có hết nhá con nhá ngay các chú ngày xưa cũng vậy thôi lớp 8, lớp 9 là bắt đầu cũng thích thích rồi ngồi gần bạn gái là người nó cũng nóng lên rồi đó là không ai cũng vậy hết á đó là cái một cái là bình thường của cái tâm sinh lý bình thường nhá nhưng mà mình đó là cái rung động của học trò thôi mình xem nó là một cái rất là đẹp nhưng mà mình không có thể tiến sâu được hiểu không mình phải đủ tuổi thì mình mới lập gia đình được có quan hệ yêu đương được nhá chứ không nên như vậy nhưng mà bây giờ con còn quen người đó không không bây giờ không quen nữa hả rồi bây giờ chia tay rồi chia tay có nói gì không hay cứ chia tay không thôi chia tay không nói câu nào hết vậy mà kêu là yêu yêu thì sao ngại không dám nói hả ngại không dám nói thì mình yêu thế lúc yêu người ta có nói là yêu không có nói là sao anh yêu em hả thế bây giờ ví dụ như mà nó về nó đòi cưới thì chị tính sao không có cưới lộn cái gì rồi thế rồi thằng Đạt này bây giờ là Đạt đi lang thang suốt 4-5 tháng qua một thời gian khá là dài rồi thì sau khi mẹ lên đây cầu cứu anh em thì cũng rất may là anh em trong đội đã tìm được con nhá đó là một điều may mắn rất là may mắn còn nếu ví dụ như mà không tìm được thì có thể là con sẽ một là vi phạm pháp luật hai là tù tội rồi xịt ở này kia có thể là bị lừa bán qua bên Campuchia rồi đi biển Indo rồi các kiểu luôn thì khi mà đi qua đó thì không có đường về thì con có biết điều đó không biết. Không nói chung là lúc đó là em cũng sợ rất là sợ sợ thứ nhất điều thứ nhất là cháu nó bị bán qua Campuchia cái thứ hai nữa là cái vấn đề sợ là nó tụ tập bạn bè ăn chơi hút chích rồi đua xe lạng lách ví dụ như vậy rồi bị công an bắt rồi đó mình sợ như vậy rồi bắt đầu ảnh hưởng cái tương lai của nó sau này rồi không biết làm sao cho chị rất là gầu là lúc mà cháu đi mất tích là chị nghỉ làm luôn hả nghỉ làm luôn là mình xin nghỉ hay là sao là xin nghỉ tại vì là đi tìm con đi tìm mất tích thì lúc đó là em không có dẫn con đi làm nhưng mà sau khi nằm mộng mà thấy nó về là mình cứ nghĩ là nó đã chết rồi nó mới về báo mộng thì ba mẹ mới an ủi nói là rồi được rồi nói chung là thôi bây giờ cũng mừng rồi ha quá trời tội nghiệp thế thì chị với chồng rồi cuộc sống gia đình rồi chia tay lâu chưa đấy không có nói chung là đi làm thôi em đi trên này đi làm thôi ở dưới quê thì không có công việc làm thì bỏ nay đi làm thôi chứ không có hai chồng chưa có ly hôn sống xa nhau thôi ha xa nhau mình có mấy người con con đứa nè có một đứa mà thôi nó bỏ đi cái là hết hồn luôn hết hồn hết vía luôn thế trước giờ nó bỏ đi lâu như nhiều lần chưa nó hả nó bỏ đi lần này nữa là lần thứ hai rồi rồi bây giờ con về con có bỏ đi nữa không còn thằng Út đang đi học nữa hai đứa đó. Thế bây giờ thật sự là còn muốn lấy vợ không hay là vài năm nữa lớn này mới lấy ha chỉ yêu cầu nó về lần này nó tu tâm lại nó biết nghe lời thí dụ như làm phụ hộ cha mẹ gì đỡ cái gì chút đỉnh cũng được hoặc là để đi học nghề thế nó nghe lời nó đi học nghề cũng được thế thì điều kiện kinh tế nhà mình có ổn không chị nói chung ra là cũng ổn kiểu như là đủ ăn thì không có thì đủ ăn dư thì không có dư nói chung cái sống thì cũng đủ mà nợ nần thì không mất nợ ai như cái gì kiếm bây giờ không nhớ quý cho nó tốt tới từ lúc mà con đi ra ngoài con sống rồi ăn uống làm sao dạ ra ngoài ăn uống sao có thiếu thốn không chắc thiếu hả ăn mì gói hả chắc bữa đói bữa no đúng không rồi thế thì con biết là con đi mẹ nhà mẹ buồn lắm không
biết. Con biết không? Con nói lớn lên. Dạ biết. Đàn ông ăn to nói lớn lên, con mạnh mẽ lên con. Con biết. Thế thì bây giờ lúc đó con nghĩ con thấy sao trong lòng mình sao? Con đi là con biết là ở nhà ba mẹ rất là lo lắng, và mẹ con đã khóc rất nhiều. Mẹ lên đây mẹ khóc, mẹ cầu cứu các chú đi tìm kiếm con rất là nhiều. Con biết được đó không? Nếu như mà bây giờ cho con quay lại, con quyết định là con bỏ đi như vậy không? Yeah. Con đi lang thang vậy nữa không? Yeah. Chắc chắn không? Yeah, chắc. Mình nói được là mình phải làm được, còn không làm được thì đừng có nói. Chắc không? Chắc thì nói. Yeah, chắc. Chắc chắn luôn. Bây giờ về có nghe lời cha mẹ không? Hả? Dạ có. Có nghe ha? Dạ. Nhớ đừng có để cha mẹ buồn con nhé. Dạ. Nhà chị đâu phải mức độ là khéo khó khăn quá đâu, nhưng mà kinh tế ổn định là cũng được chứ, đúng không? Thì cũng nói chung là cũng ổn định chứ không có không có đói. Nhà đói thì không có đói. Bây giờ về cho cũng... bé đi học nghề, bé con có đồng ý học nghề không? Con muốn làm gì? Giờ về làm gì? Mẹ làm gì con à? Mẹ làm gì con làm cái đó? Nó không muốn làm học nghề, nó muốn làm công ty. Thì theo mình nghĩ á, thôi giờ nó đã quyết định vậy mình cũng chấp, mình cũng tôn trọng ý kiến của nó. Rồi. Cũng cho nó làm trong vòng thời gian ví dụ như 1-2 năm cho nó thử. Để thử thách. Nó cảm thấy như nó làm nổi hay không nổi. Thì lúc đó nó cũng đủ tuổi gì niên để cho nó học nghề cũng được. Đúng không rồi. Có đến đổi mà để muộn quá. Đúng rồi, không sao hết. Không sao cho hết. Nó trải nghiệm đi ha. Trải nghiệm. Thế thì làm sao mà chị xem ở đâu mà chị biết đội anh em là tìm kiếm người thân, tìm kiếm con cái bỏ đi, vợ chồng bỏ đi mà chị lên là chị nhờ? Em cũng coi trên YouTube. Coi trên YouTube biết hả? Rồi. Coi YouTube rất là nhiều cho nên là thấy rồi bấm vô. Thấy bấm số điện thoại vô mới điện. Rồi. Thì hôm nay thì thôi anh em cũng thông báo clip này đến cho toàn thể quý vị khán giả cũng như là cộng đồng mạng biết, đó là anh em đã tìm kiếm được con của chị về cho chị an toàn nhé. Đó. Thì sau khi đăng tải lên thì khoảng đâu đó gần 1 tháng ha. Dạ. Yeah. Đó thì tìm được con về. Thì hôm nay con ở đây trước mặt mọi người này, con có xin hứa với mọi người là con sẽ nghe lời cha mẹ không? Cô chú gì cộng đồng này. Xin hứa với cô chú con sẽ nghe lời cha mẹ, không đi nữa. Không đi đấy nhá. Đó, lần này may mắn có thể quay trở về được, nhưng mà ví dụ như không may mắn là con sẽ không bao giờ quay trở về được đâu nhá. Rồi thì hôm nay thì một lần nữa thì cũng xin chúc mừng chị đã tìm được con thành công nhá. Rồi cũng thay mặt anh em cũng xin chúc chị với lại hai người con mạnh khỏe bình an, đặc biệt là con hãy nghe lời mẹ nhá, đừng để làm cha mẹ buồn nghe chưa. Yeah. Rồi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả trong suốt thời gian qua đã ủng hộ đồng hành cùng kênh của anh em mình, đã chia sẻ lan tỏa video để cho anh em sớm có thể tìm được người thân giúp đỡ những người gặp hoàn nạn khó khăn trong cuộc sống. Rồi cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Hoặc là khi mình có sự cố nào đó hoàn nạn cần giúp đỡ thì đội anh em có thể giúp đỡ cho mọi người một cách nhanh chóng nhất có thể. Rồi để lại những lời bình luận và bình luận phía dưới video. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Thank you.